núi non trùng điệp, mây mù vương vấn, khiến cho người ta tưởng chừng như lạc vào cõi tiên. Khu Khích Đỉnh, xã Phiên Lộ, huyện Gia Nghĩa, nơi có độ cao 1.400m so với mực nước biển, chính là nơi chiêm ngưỡng biển mây tuyệt vời nhất. Những tầng mây dày đặc dần dần lộ ra kẽ hở, ánh sáng mặt trời chiếu rọi qua làn mây, tạo ra những cột sáng lung linh, tô điểm thêm cho nét đẹp sơn thủy vốn có của vùng núi này. Người yêu thích nhiếp ảnh, anh Kha Thọ Phát nói, ánh sáng mặt trời len qua làn mây, chiếu rọi xuống mặt đất, trông rất đẹp. Ở nước ngoài thường gọi là tia sáng Giê-xu, Đài Loan thì có người gọi là tia sáng Phật Tổ. Thực ra đều là một dạng của ánh sáng chiếu nghiêng mà thôi. Ngoài ra nơi đây còn có cảnh đẹp như là từ góc nhìn của Thượng Đế. Những ngôi nhà, vườn trà, rừng cây, lấp ló sau kẽ mây và sương mù, vô cùng bắt mắt. Anh Kha Thọ Phát nói, nếu dưới mặt đất có sương mù, thì từ trên núi, rất có khả năng sẽ nhìn thấy cảnh vô cùng lộng lẫy ở bên dưới. Cùng với lượng mây mù và hơi nước dày đặc, biển mây đã trở thành cảnh quan tự nhiên đặc sắc của riêng vùng núi A Lý Sơn vào mùa thu đông, thu hút không ít khách tham quan lên núi để cùng chiêm ngưỡng biển mây và tia sáng Giê-xu tuyệt đẹp này.